đội sắc khu vũ cũng năm mới cũng chúc các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong nước ngoài nước một cái Tết mà vui vẻ an lành mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Còn tối đêm nay là anh Hợp anh sẽ đón giao thừa ngay tại ở ngoài sau. Hay cắt cái nhà mình hai phòng. Thành thử ra là có không gian riêng tư cho các bé cũng như vợ chồng của mình. Đó, cắt cho nó rộng rộng tí xíu. Ngôi nhà này em thấy hôm trước đi vô thấy cái phòng không gian ngủ của bé Lộc á cũng nhỏ xíu luôn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Và ngày hôm nay thì có mặt ở đây không chỉ là Bùi Hồ mà các anh em cùng với lại đội thợ của anh Hợp. Cũng là thời gian gấp rút để chuẩn bị Tết Nguyên Đán sắp tới. Thì để cho có một cái Tết nó đầm ấm hơn á, thì ngày hôm nay các anh em sẽ tiến hành khởi công để gấp rút hoàn thành ngôi nhà cho gia đình 4 người có thể kịp ăn Tết, một cái Tết đầm ấm của bác của anh chị. Hôm nay á, thì gia đình của chị Hương á cũng có chuẩn bị một cái bàn hoa quả rồi trái cây với lại bông nè, để mà chuẩn bị để cho cúng, để mà cũng như ông bà, để có thể cho các anh em có thể tiến hành làm cho một cách suôn sẻ nhất là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng trình với ông bà rằng là có được một cái ngôi nhà mới như thế này, cũng mong là mọi chuyện nó sẽ được êm đẹp và gia đình sẽ sớm vào cái ngôi nhà mới ha cô bác của anh chị. Câu để cũng đã xong. Bây giờ chắc có lẽ là chị Hương ơi. À, đi sáng giờ mệt không anh? Cũng mệt. Lạc đường mấy lần? Hả? Lạc đường mấy lần? Lạc đường hết lần. Dạ, hai bác qua đây cúng ha. Hai bác rồi tới cúng hai chồng. Hai vợ chồng của chị Hương tới anh Hợp. Đó. À, thưa với cô bác của anh chị á, lý do là ở đây á thì đường cũng khá là vắng vẻ và anh Hợp cùng với các anh thợ sẽ ngủ lán trại luôn. Giống như là mình dâng một cái tấm bạc lên á. Mà ngày hôm nay là ngày cuối năm nữa anh Hợp, có nghĩa là chuẩn bị chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đối với Tết Dương Lịch. Đó thì nhân dịp Tết như thế này á, cuối năm anh có nói lời nào gửi lời đến tất cả các cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với em cũng như là đã chung tay với em và anh để mà có những cái căn nhà cho những cái hoàn cảnh khó khăn nó ấm cúng như hôm nay? Mình đã đồng hành được bao nhiêu ngôi nhà anh Hợp? Mình cũng với đội Hồ với đội sắc khu vũ cũng năm mới cũng chúc các nhà hảo tâm mạnh thường quân trong nước ngoài nước một cái Tết mà vui vẻ an lành mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Còn tối đêm nay là anh Hợp anh sẽ đón giao thừa ngay tại ở ngoài sau đây nè. Tí xíu nữa các anh em quay cho cô bác đưa anh chị ha. Và ngày hôm nay thì có vợ của anh Hợp cũng đi theo để mà phụ nấu nướng tại đây. Đường đây một á là chỗ ở nó rất là xa so với chỗ làm. Dạ, hai là đồ ăn là cũng bán chợ cũng khá là xa luôn đúng không anh? Nên là nữ là sẽ ăn ngủ tại chỗ này luôn cô bác của anh chị. Và hai bác cũng đã khấn vái xong kìa. Hãy cắm nhang vô. Dạ, bên đây là mẹ cô chị Hương, đúng không bác? Dạ. Còn bên đây là mẹ cô anh Cọt, hai sư gia có mặt trong ngày hôm nay luôn. Dạ. Cô bác của anh chị. Dạ. Bây giờ chắc tới, chị Hương ơi, hai vợ chồng chị ra thắp hương đi. Mừng không chị? Nay mấy đó, mấy mình đó. Nay ngày mấy đó, mình tên gì, họ gì đó, mình xin cục đất gì đó. Cho hai chồng con gì đó, cứ giấy. Trong khi thắp hương á thì Bùi Hồ cùng với đội anh Hợp, anh Vũ và các anh em á như một đồng và Úc Đồng Tháp cũng gửi lời cảm ơn chân tình đến cô bác quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm ha. Một lời cảm ơn tha thiết nhất, nhờ có mạnh thường quân mà các anh em có thể thực hiện kết nối cùng chung tay với nhau để hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh á có được những cái căn nhà ấm áp hơn. Và cũng xin nhân dịp năm mới xin chúc tất cả các cô chú anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm có một cái Tết đầm ấm vui vẻ bên gia đình, hạnh phúc và gặt được nhiều thành công trên một cái năm 2024 ha. Nó nhỏ quá hả chị hả? Ngày hôm qua thì Bùi Hồ thông báo thì nguyên một ngôi nhà thì coi như là anh Cọt cũng đã dọn đồ xong hết rồi, chỉ còn lại cái phần mái thôi. Mà cái phần mái này dở lâu không anh Hợp? Chắc tiếng hộ quá. Tiếng ha? À khoảng tiếng là xong rồi. Tại ngôi nhà bây giờ chỉ cần chắc đụng là nó gớt xuống luôn quá. Tên Hợp ơi. Tên Hợp. Ôi trời. Ơ cái gì vậy?
Ôi, thấy không cô bác quý anh chị thấy tên hợp ga thắp hương luôn đi ha. Dạ. Xin luôn. Để gần gần nửa cây nhang á, mình tiến hành mình tháo dỡ luôn ha. Một cây cũng được nữa, anh cây em cây, đốt cho em ấy. Các anh em á, đi di chuyển xuống đây á, cũng hỗ trợ các anh á, để có dọn dẹp phần nào nên mặc quần quần lửng nên cô bác chị thông cảm nha. Này 19 tháng mấy rồi học? 19 tháng 11. Đồng hồ về nhà, nó cắt cho hai vợ chồng nữa. Điện Anh với Hương đổ đất đai về ăn uống, đổ hộ cho hai em làm ăn ngày càng phát tài phát lộc đó. Vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này, cũng mong mong bà hộ độ cho các anh thợ làm suôn sẻ ha, làm xong làm công trình xong gấp rút sớm ha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mình đợi khoảng nửa cây nhang đi cầu năm ha, nửa cây nhang cho anh hợp trăm miếng rượu á. Mình sẽ nói về cái hợp đồng với của anh Hợp ha, công bố để có gì để cho cô bác của anh chị hiểu luôn, và cũng như là mình sẽ bàn giao cho anh để anh gọi cái số tiền, anh gọi vật tư để ngày mai tiến hành làm nè cô bác của anh chị. Ở đây là ngôi nhà của chị Hương, bề ngang thì 4m ha. Theo sơ bộ dự toán á, các anh em thì ngôi nhà này mình sẽ cắt là bề ngang 4m, bề dài 14m, gồm có một cái hai phòng ngủ, một cái hàng ba, một cái nhà vệ sinh. Đó, một cái không gian bếp. Thì bây giờ thì Bùi Hồi sẽ công bố từng hạng mục trước ha. Ở đây là phần của anh Vũ thì thợ sắt là lúc đầu là tính sẽ làm 4 cái cửa sổ. Một cái cửa sổ ở phòng khách, một cái cửa sổ ở hai cái cửa sổ ở hai phòng ngủ. Như sao? Với một cái cửa sổ không gian bếp là 4 cái. Tuy nhiên được chị Quyên ở Càng Long Trà Vinh hỗ trợ thêm cái cửa sổ nữa. Với lại chị Quyên cũng hỗ trợ luôn cái hàng bà cô bác anh chị. Là lúc đầu là dự tính là 56.500.000. Trên quá trình chạy xuống đây chị nói hỗ trợ thêm một cái cửa sổ, thì Bùi Hồ có hỏi anh Vũ thì anh Vũ nói là 1.5 triệu nữa, là tổng cộng phần của anh Vũ á là 58 triệu, đó là phần sắt. Còn phần của anh Hợp á là cắt bề ngang là 4m, bề dài là 14m, gồm có xây mặt dựng của phòng của đằng trước nè, làm hàng ba 1m8 nè, rồi xây mặt dựng của phần phòng khách cửa buồng á đó, rồi sau đó là dán gạch lên 30cm là ba tấc á, cái dìm rồi dán gạch lên luôn ha. Rồi cửa là cửa Đài Loan hết ha cô bác anh chị. Rồi anh Hợp làm cả luôn cái nhà vệ sinh, làm cả luôn cái phần sàn nước luôn, đi điện luôn, và truyền nước ở hết luôn. Là tổng cộng phần của anh Hợp là 75 triệu. Cái này là mình cuốn từ dưới lên là bao nhiêu tấc? Từ 4 cục gạch hậu. Từ ở dưới đất lên 4 cục gạch. À, 4 gạch. Dạ, rồi cái phòng là có nghĩa là 4 cục gạch xong rồi tới mình làm xây hết. Hoàn thành. Dạ, 4 cục gạch. Đó, là 75 triệu. Anh Hải lao phong là 6 triệu. Anh Hải lao phong là 6 triệu nữa cô bác quý anh chị. Vậy phần của anh Vũ là gồm có 5 cửa sổ, rồi những cái cửa lớn rồi luôn. Một cái cửa ngay chỗ cửa hai cánh. Với lại những cái cửa phòng ngủ rồi luôn á. Phòng ngủ với khu vệ sinh. Đúng rồi, với nhà vệ sinh luôn. Là tổng cộng là anh Vũ 58 triệu. Anh Hợp là 75 triệu, anh Hải lao phong là 6 triệu, tổng cộng đến ngày bàn giao ngôi nhà luôn là 139 triệu. Đúng anh Hợp? À, đó là cái phần quy cách của ngôi nhà, ngang 4m, dài đến 14m. Nhưng mà dài đến 14m, vậy tôn nó còn dài hơn nữa đúng không? Đúng. Tôn nó khoảng 16m thôi. Cỡ đó ha. Ngày hôm nay thì không có anh Vũ, tại vì cái đội của anh Vũ á, cô bác anh chị, thì cũng đã... Khi mà anh Hợp làm bao nhiêu ngày anh Vũ mới xuống anh Hợp? Chắc cỡ 4 ngày quá. Cỡ 4 ngày hả? Cỡ 4 ngày mà xuống. Ngày hôm nay thì em gửi cho anh là ứng trước cái số tiền là ở đây anh 75 triệu đúng không? Thì ứng trước anh 50 triệu để anh gọi vật tư, cũng như là có thể trang cho các anh thợ xây sở gửi tiền lương á ha. Đây, 50 triệu anh cứ điếm đi. Còn trước tiên là 50 triệu trước đi cô bác của anh chị, gửi cho anh. Rồi sau đó còn phần của anh Vũ xuống thì sẽ gửi thêm sau. Dạ. Ngày hôm nay là có được anh trưởng ấp đại diện cho chính quyền địa phương của mình á, cũng xuống tham dự để mà coi dỡ nhà, để mà có thể anh có thể thông Bùi Hồ cũng thông báo cho anh trưởng ấp để anh biết luôn. Em chào anh.
rung tay hết. Đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay anh Hợp đẹp trai hơn hôm trước nữa ha. Cảm ơn anh rất nhiều đã đồng hành với em. Rồi bây giờ chắc có lẽ là gần tàn cây nhang để cho các anh thợ ngày hôm nay xuống là dỡ cái ngôi nhà này luôn. Dạ em chào anh. Chào anh. Dạ bây giờ thôi mình để em nói chuyện với anh trưởng ấp kia. Đó thì bây giờ các anh thợ cũng đang tiến hành rồi đó cả nhà. Thì việc đầu tiên thì anh Hùng đang cắt tấm bạc nè. Ô ô ô ô. Căn nhà này thấy mục dữ không anh Hùng? Tới tuổi luôn hả? Tới tuổi luôn. Coi những cái cây này cô chú anh chị đó. Cái căn nhà này làm nhẹ nhẹ nhưng mà có thể nếu mà xô hơi mạnh chắc sập luôn á anh Hùng. Sập không? Sập chứ không sập. Có thể là phía trên thì đây cả nhà thấy nè, đang kéo ra một cái tấm bạc đen rồi thì lại xuất hiện thêm một cái tấm bạc nữa. Đen hơn nữa. Và tổng cộng hình như là 3 hay là 4 lớp gì đó phủ bạc lên trên cái nóc như thế này. 3 lớp. Đó. Ô ô ô ô bụi. Ô ô ô ô ô. Cái cảm xúc bây giờ sao anh? Sao rồi, cảm xúc khi mà thấy các anh thợ đang tiến hành mà làm nhà mình như vậy thì cảm xúc anh như thế nào rồi? Rất mừng. Mừng quá, muốn khóc luôn hả? Muốn khóc luôn. Xúc động ha. Đã lâu rồi, chắc cũng mơ ước nhưng mà... Mừng mấy năm hả anh Cột? Cái nhà mình 2 phòng. Thành thử ra là có không gian riêng tư cho các bé cũng như vợ chồng của mình. Đó, cách cho nó rộng tí xíu. Ngôi nhà này em thấy hôm trước đi vô thấy cái không gian ngủ của bé Lộc á cũng nhỏ xíu luôn. Thành thử là cũng anh em thống nhất là cũng mạnh thường quân chung tay hỗ trợ thì cắt được 2 phòng thì coi cho nó rộng ha. Dạ. Thích cắt nhà tường hay nhà to? Em lấy cây lên cho. Muốn khóc rồi anh nói chuyện hết được luôn rồi. Sao muốn khóc rồi? Xúc động. Gì? Không có gì. Nhớ tụi em hay gì? Khi mà đàn ông có chịu đốn cái dừa đó không hay chừa lại? Chừa lại đi. Đúng. Cái đó là theo anh suy nghĩ cũng vậy á. Nó thương mình thì mình thương nó. Đúng rồi. Tại vì cuộc sống từ trước giờ cũng nhờ cái cây dừa này nè. Ô trời ơi, gớt cục gạch quay qua đó, quay qua đó. Ôi, nín đi anh, đừng khóc nữa, ngày vui mà. Tại vì không có miếng gói, ngói đó là tấm bạc nó bay luôn á. Thấy không, anh Hùng anh leo lên rảnh và cái nhà nó sàn xê á. Anh Hùng là phải chịu thế vô cây dừa. Ô ô ô. Nhờ cây dừa cái nhà mới đứng lại. Cây là cho cây đi. Đứng đứng. Làm bé được. Rồi bây giờ ở ngoài trước này sao, cái bàn này sao, giờ được chưa? Anh Cột, anh giờ cái bàn nó... Có bàn mình cúng nãy giờ, ngoài trước bàn đổ trên. Ờ, mình có lòng thành mà. Anh Hậu ơi, ấy giờ cái bàn, để em ấy giờ. Khiêng cái bàn ra phía trước để đó đi. Dạ dạ, khiêng nó ra phía trước đi anh. Rồi trước khiêng ra ngoài này nè, cái đây nè. Chờ lâu, ra bên chiếc xe. Ra chiếc xe này nè. Không, kệ chịch mà đó cũng được. Nó sao đâu. Rồi bây giờ anh dẹp đồ vô đi. Anh dẹp đồ vô hết. Đó, nói chị hỗ trợ dẹp. Anh Hùng đứng cái chỗ nào chắc nha. Anh lớn à. Cái dừa cái dừa nó. Có ôm vô cái dừa dễ vậy. Dạ cái dừa nha. Không nhưng mà đó, anh nha. Dựng cái thang đi anh. Đứng cái thang dừa cái dừa. Ra trước nha. Ừ, kêu bé đi ra. Ấm bé Thư ra. Bây giờ đi ra luôn đi Cọt ơi. Đi ra nhà bên kia luôn đi anh. Ở nhà nội này nó yếu lắm rồi. Thằng ấy ra luôn rồi, chạy xa ra đi. Rớt đồ xuống. Đang nghe giỡn nói nè. Mình đi ra ngoài sau mình coi tới đi. Đi, ra sau đi. Thế nó cũng nguy hiểm. Đó. Ôi trời. Kìa. Trời ơi. Trời. Cái nhà này không có mấy viên gạch này chắc nó bay luôn cái nóc. Lọt chứ đó luôn rồi. Dạ. Ở cho qua đó luôn đi anh Hùng.
Hay quá anh Hùng ơi. Nhà này chắc dỡ khoảng tiếng xong rồi còn không. Quá yếu rồi. Nhà này không có còn chịu đựng được nữa. Cái này mà để qua Tết là mưa chịu không nổi luôn. À, khi mà vừa tóc hai tấm tôn ra thì lá đều mục hết trơn à. Ừ. Lá mục hết rồi. Khi mùa mưa nữa tắm nữa. Cái lá nó không còn sử dụng được nữa đó. Quá mục rồi. Mùi. Nhờ những cái tấm bạc nó chùm lại á, chứ không có tấm bạc là rụng hết luôn. À, lúc trước ở miền Tây mình thì thường cắt lá tại vì nó lá nhiều á. Với lại lá thì nó mát hơn tôn. Tuy nhiên cái tuổi thọ của lá nó không có nhiều. Thành thử là bây giờ người dân miền Tây tiết kiệm lắm. Bây giờ sử dụng, đa số sử dụng tôn. Nắng hơn tí xíu thì ta sẽ đóng lập phong. Nó sẽ tuổi thọ nó cao vài chục năm, còn lá khoảng chừng 10 năm trở lại à. Là sẽ không còn được tấm nào luôn ạ. Mới vừa lấy ra thì ha. Giờ thấy mục hết rồi. Nó đứt lạc cái cùng hết rồi. Cái cụm lá cùng luôn á. Cụm lá nó không còn cái cưa nữa. Cái này chỉ gỡ xuống thôi chứ không có tháo gì. Cái này không dám đứng ở trong chọt, lý do là sợ nó sập xuống luôn á. Mùi quá. Ê chuột. Chuột dừa. Mười bốn mét à, nó dài tới sàn nước này không anh Hợp? Dạ tới cái dừa luôn hả? Có dính vô cây mít không? À, cứ bỏ luôn. Vậy là quá dài ha. Nó không còn gì á. Hồi đó giờ thấy vợ ngôi nhà của cô Chính là nó đã yếu lắm. Đỡ hơn nhà này nữa. Nhà này không có cái dừa đi đâu. Tại vì nó siêu qua gần như là hết 15 độ anh ha. Nó siêu mà dừa vô cái dừa luôn mà. Mà cái dừa nó cũng khôn ghê á. Nó mọc nó dừa ra cái nó cong ra chứ nó mọc ngược vô luôn nữa, xong luôn. Vô trong lấy cây chọc lên nó luôn, vô trong nè. Đạp luôn hả? Cái một cá chân luôn. Trôi lũi luôn hả? Chưa có cần ấy gì, cái giò anh Hùng mới đạp nhẹ thôi là chích hết rồi. Anh Hùng mạnh quá. Dùng hết công lực rồi. Hết công lực rồi. Dạ có cái dừa chứ, có dừa là nó ăn hết tiêu nhà rồi. Quá trời nó yếu luôn rồi anh ha. Lấy cho
Cây này đa số cây tạp hết anh hả? Bụi quá. Điện là cắt hồi sớm rồi hả anh Hợp? Điện cắt hết hả? Mấy cây tre, mấy cây mà kìa, mấy cái cây mà để lợp nhìn nó xíu xíu à. Ờ, tay. Dạ. Đội thợ hôm nay thì cô bác chú chị thấy quen quen, có Tân kìa, Cường thêm cầu năm đó. Cầu năm cũng là 60 rồi. Tại vì gần Tết anh Tân, nên là nữ là mình phải làm cho tranh thủ cho nhanh. Dạ. Chứ bây giờ để nữa, qua Tết mưa thêm một trận nữa là coi như ngôi nhà này à, ra ngoài sân nở luôn á. Ngôi nhà này quá mệt. Ngày hôm nay thì các anh thợ dỡ nhà ra cảm thấy sao? Cảm xúc sao rồi? Em vui. Vậy hả? Dạ. Bé Thư có nói gì không chị? Con có nói gì không? Con nói cảm ơn đi. Đi, con nói cảm ơn. Còn bé lớn của chị tên gì quên không? Dạ, Hữu Lộc. À, Lộc. Dạ. Thì hôm nay mấy chú đến dỡ ngôi nhà mình bắt đầu là chuẩn bị khởi công đó Lộc. Thì lúc này cái cảm xúc của con sao Lộc? Dạ, vui. Vui như thế nào? Không mừng. Ừ. Không mừng mà bé cũng xúc động á anh Một Đồng. Hai cha con gì đâu, yếu đuối quá, có mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc ghê không? Mạnh mẽ ghê không? Hai cha con làm mấy chú muốn khóc theo luôn. Ngày hôm nay cũng là ngày phải nói là chuyển giao năm mới ha. Theo dương lịch á thì ngày hôm nay thì ở cô chú nước ngoài á cũng đang chuẩn bị đón giao thừa, thì chị có muốn gửi lời nào đến quý Mạnh Thường Quân không? Dạ, gửi lời tới cô chú Mạnh Thường Quân năm mới là mang phát tài phát đẹp. Ừ. Chị xin nghỉ mấy ngày? Dạ em không có xin nghỉ, hết hàng ta cho nghỉ. Chưa điện nữa, chưa gọi điện cho em nữa. Dạ. Chắc là nghỉ lễ đó phải không chị? Dạ. Em nghỉ tết tây nè. Dạ tết tây cũng coi nghỉ đó, nhưng mà hổm ngày em nghỉ trời việc á. Chưa có đi làm. Cái ngày này là mong ước bao lâu rồi? Dạ cũng lâu lắm rồi. Em không có mà ngờ là cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em được cái nhà che nắng che mưa. Em cảm ơn rất nhiều. Mấy anh em cũng bị cảm rồi. Dạ. Bây giờ cái mặt nó anh Đồng hay là Út Đồng Đá cũng đều bị cảm hết cô bác anh chị. Mấy ngày nay thời tiết ở Việt Nam thay đổi nhiều quá. Cũng khi mà cái âm nó phát ra nó không có gõ là nữ nữa. Mong cô bác anh chị cũng thông cảm ha. Ngày hôm nay thì cũng là một ngày rất là vui đối với gia đình của chị Hương. Mà cũng như đối với các em thực hiện những cái việc kết nối như thế này. Dù sao thì cũng có một nơi tránh mưa tránh nắng đúng nghĩa an toàn cho các bé. Tại vì mưa gió đến thì nơi ở của các bé nó rất nguy hiểm cô bác anh chị.
Ngày hôm nay thì đến đây thì trước khi đến đây á, em có ngang huyện Vũng Liêm của tỉnh Vĩnh Long á, thì nhận được hai sự hỗ trợ, đó là của anh Hên và anh 12 gửi cho chị 400.000 đồng để mà có thể làm món gì đó để mình tự ăn những ngày mà mình không làm ha, thịt kho tàu hay là như thế nào đó. Cái mấy anh thợ cũng ở đây mình san sẻ qua lại, cái mình san sẻ như thường đây 400.000 gửi cho chị. Cái đó thì hai anh đó thì không có đến đây được cho nên đó là còn nhiều công việc á, cho nên gửi tiền cho chị để có thể mua cái gì ăn uống sinh hoạt trong gia đình. Em còn cảm ơn hai anh rất nhiều. Và danh sách mạnh thường quân thì Bùi Hồ sẽ công bố sau. Còn đây là 500.000 đồng tương ứng với lại 20 đô. 20 đô thì nó 490 cô bác của chị. Thì Bùi Hồ gửi luôn 500. Đây là cái phần của ông Việt và bà Hiền ở tiểu bang Texas của Mỹ á, gửi cho gia đình là ủng hộ cất nhà là 1.200 đô, cộng thêm là 20 đô để mà nấu thịt, một bữa thịt kho tàu hay là mua gà gì đó đãi cho các bé ăn, tại vì lâu lắm các bé cũng không có được rồi. Đây là phần của ông Việt và bà Hiền, gửi tổng cộng là 1.220 đô nha cô bác anh chị. 1.200 là để làm cái phần nhà, còn 20 đô là gửi phần này để là xoay sở những ngày mà các anh thợ ở đây mình nấu nướng rồi đó chị, mình không đi làm á. Em cảm ơn chú Việt cái cô. Còn đây là Út Đồng Tháp đúng không? Sẵn đây thì em cũng thay mặt chị Yến ở Mỹ á chị, gửi cho chị 500.000 để mua đồ ăn uống. Dạ em cảm ơn chị Yến. Các bé ha chị. Dạ. Rồi thôi xích qua cho anh thợ anh chạy đi kêu đồ. Dạ. Rồi đây thì cũng gần không được một tiếng nữa, gần 30 phút thì cũng đã xong hết rồi. Bây giờ cái công đoạn tiếp theo là chuẩn bị nơi ăn chung ở của các anh thợ kìa, ở đằng sau lần nữa kìa. Cô báo anh chị là những ngày sắp tới đây thì khoảng hơn 10 ngày là các anh thợ sẽ đóng, gọi là đóng trại ngay tại chỗ này, và sẽ cùng ăn cùng ở cùng làm đúng nghĩa luôn. Rất mong là mọi chuyện nó sẽ êm đẹp và các anh em cũng sẽ chia sẻ ở những video clip sau. Anh Đồng muốn nói gì hả? Thật ra thì muốn nói, muốn khóc nữa hay gì? Nói thì cũng nói nhiều lắm, bởi vì mấy anh em mình đến đây mà cái clip đầu tiên là cái khả năng mình không có thể nói được khi mà thấy vợ chồng và thương cho những đứa bé. Tối nay thì các anh em cũng sẽ ngủ tại chỗ này luôn cô bác anh chị, ngủ với mấy anh đợi ở ngoài trời kia kìa, coi như cắm trại đêm giao thừa ha. Đón giao thừa một cách đặc biệt nhất theo phong cách của thợ hồ. Cô bác quý anh chị mà có muốn các anh em mà quay lại thì để lại một bình luận cho các anh em ăn giao thừa của các anh thợ hồ là sẽ như thế nào ha. Rồi thôi một lần nữa thì chúc mừng gia đình của mình đã được mạnh thường quân chung tay trong một thời gian rất ngắn để mình có một nơi ở ấm cúng vào một cái Tết trước Tết năm 2024, trước bước vào năm 2024 và Tết Nguyên Đán ở Việt Nam ha, còn một tháng nữa tới Tết. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em cũng sẽ chia sẻ một ít nữa rồi nói lời chúc Tết đến cô bác của chị ha. Rồi hôm nay là bị lạc mấy lần? Có lần ông thầu cũng dắt đi mà sao mà lạc đường tốt. Lạc đường tốt à. Cái cảm giác đi xuống này thấy nó xa dữ không? Cũng đâu có xa gì đâu. Bây giờ là đón Tết Tây xa nhà thấy buồn buồn không? Cũng không có gì đâu, buồn đi giúp đỡ bà con được thì mình mừng chứ có đâu buồn. Có muốn ngoài cũng vậy gì đâu. Dạ có muốn nói lời nào đối với cô bác anh chị Mạnh Đường Quân không? Nhân Tết tới nào, bây giờ ở ngoài nước ngoài vui lắm. Ở đây mình cũng vui. Thì nói chung thì với ông bà cô bác với cô chú gần xa trong nước và ngoài nước đó hỗ trợ cho em Út cắt được cái nhà gì thì cũng rất là mừng. Cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Ừ. Chứ là để như dài nhớ mới dở chút xíu xong rồi. Không dám leo lên nữa. Không tới 30 phút đúng không? Không dám leo lên. Không dám leo lên. Rồi thôi để cho anh làm cho xong. Cảm ơn anh rất là nhiều ha anh Hồng ha. Ở đây có khi nào cái dừa nó gớt xuống không trời? Xong mà lo đi. Rồi một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý chị đã xem video clip đến thời điểm này. Coi như là không tới 30 phút thì ngôi nhà đã được dỡ ra xong vì nó quá mục nát rồi. Cảm ơn tất cả các cô chú chị quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với Bùi Hồ cũng như các anh em ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị ở video clip sau.